Ông Tiến Vlog xin chào cả nhà. Và hôm nay là ông Tiến là đi từ Minh Khai sang tận Hà Đông. Lần đầu tiên mà ông uống rượu uống bia mà ông say như một con chó luôn. Ông phải đi gửi xe. Hôm qua là đi uống bia là say quá là rồi nghĩ đến cái cảnh mà mình đi về có thể là xe điên xe rồ, nên là không đi xe luôn, là gửi xe ở dưới tầng hầm mà gửi tới hôm qua nay không biết hết bao nhiêu tiền. Và hôm qua là đến lúc gửi xe ở bên đó là mình đi taxi về. Đi taxi về xong thì là đến sáng ngủ dậy thì là mình xuống dưới tầng hầm ở chỗ mình ở. Mình xuống mình ra gặp bảo vệ, mình bảo là anh ơi xe em để đây mà đâu mất rồi anh. Nó bảo là xe anh để đây nó phải ở đây chứ có thấy gì đâu. Tôi bảo khóa xe em đây mà giờ em không thấy xe của em đâu. Thế là xong, lúc đó là mình bảo bảo vệ là check lại camera, thì check lại camera là mình lấy xe đi từ lúc 3 giờ chiều còn không thấy đi về. Không đi về xong thì mới ngồi ra kiểu như là nó bị gọi là bị mất trí nhớ ấy. Bị mất trí nhớ, thế là xong rồi ngồi nghĩ mãi mới ra là nhớ được xe là đi gửi ở bên này. Đó, biển 65 anh em nhá. Anh em có hiểu ý của tôi không? 65 nhá, có hiểu ý không? Là xong rồi. Mãi mình nhớ ra là đi lấy xe mà gửi qua đêm ở đây thì không biết là người ta có dịch vụ gửi cho gửi qua đêm không. Hôm qua tôi phê pha quá, tôi không hỏi, là chỉ sợ là giờ ra nó lại báo cho quả giá là gửi xe qua đêm mà phạt tôi 1 triệu thì chán đời lắm ấy. Giờ ra thì xem là hết bao nhiêu tiền. Là mọi người dự đoán bắt xem là gửi ở một cái tòa nhà không quen biết. Thực ra tầm cỡ của mình thì chắc không thể quen biết nổi là chủ tòa nhà rồi. Xe ở ngồi chờ cho nó hạ cái vòng quay của xe, không mà đi thì nó sẽ có thể phá xe. Hôm qua uống một trận bia là uống nhiều lắm rồi, xong rồi lại còn chuyển sang uống cả rượu. Thế là uống rượu xong thì là nó kiểu như là uống nhiều quá thì là nó bị quên mất. Thử ra xem là hết bao nhiêu tiền. Đít xe mình là 65 anh em nhá. Giờ đi thử phát nữa xong lên là người ta lấy bao nhiêu tiền thì anh em chúng ta cứ lô xiên mà phang nhá. Đấy. Đường cái hầm ở đây nó rất là oái oăm luôn, xiên xẹo luôn. Đâu rồi? Đưa ra đây. À, còn bị đi nhầm đường. Bảo vệ nó chỉ và đi đường khác. Còn không biết lối ra ở đây là đi chỗ nào luôn ấy. Lối ra ở đâu ta? Lối ra ở đâu nhỉ? Lần đầu tiên vào đây nên là hiện giờ còn đang đi tìm lối ra, còn chưa biết lối ra ở đâu. Ở đây rồi. Xem hết bao nhiêu tiền nào. Biển số giống nhau. Xếp 260. 260 ạ. Đúng. Ừ. Xếp vào hôm 4 giờ chiều ngày 15. Hôm nay là ra là tất cả 25 tiếng 31 phút. Thế bao tiền một tiếng ạ? Tiếng đầu tiên là 20.000 và tiếng sau là cứ 10.000. Ôi giời ơi. 25 tiếng. Là 260 rồi. Đau lòng người mất của quá. May mà thế mới để có ngày, để mà đến 3 ngày khéo bán xe mất thật. Bốn xịch. Liên tục Thật, nếu mà quên ở đây tầm tuần thì các bạn sẽ thật. Có thằng 1 triệu đấy, 1 triệu 220 nghìn. À, em đi đây. Đấy. May mà ở đây, mà người ta không tính theo kiểu lũy kế là càng gửi nhiều càng đắt ấy. Tiếng đầu là 20.000, tiếng sau là 10.000, như vậy tôi tổng thiệt hại tôi gửi 25 tiếng là hết 260. 260, thế là 260 ấy thì tính ra là xá gì thật. Tí nữa thật về nhà bán luôn cái tay bót 1.8 triệu là kiểu gì thật, được không 200, bán 2 cái là có lời lo gì. Anh em mua tay bót ủng hộ anh em nhá. Mình có một loại của nó là 1.1 triệu, loại 1.3 triệu và một loại 1.8 triệu anh em nhá. Hôm nay là anh em nào mà đánh lô 26 với cả lô 65 mà được thì là tối ủng hộ mình con AirPods anh em nhá. Mà nếu mà trượt thì thôi đừng có chửi nhá. Xin chào anh em.